Có thể các bạn đã bắt gặp tin tức về vụ đắm tàu lặn Ocean Gate Titan trên các trang truyền thông trong thời gian qua. Con tàu lặn dài 6,7m, nặng 10 tấn, bị nghiền nát bởi 4.200 tấn trên mét vuông áp suất nước biển trong vòng chưa đầy 1 giây. Theo mô tả của báo chí, vụ nổ ép xảy ra nhanh tới nỗi không một ai trong số các hành khách trên tàu Titan kịp nhận thức được sự hiện diện của nó. Ở độ sâu 3.500 mét dưới mực nước biển, thuyền trưởng tàu Titan cùng 4 hành khách, trong đó có một thiếu niên 19 tuổi, bỏ mạng dưới lòng đại dương. Những hành khách trên tàu Titan đều là những người giàu có, thành công, có học thức và địa vị xã hội. Tại sao họ lại quyết định bỏ ra 250.000 đô, gần 6 tỷ đồng chỉ để tham gia chuyến đi đầy rủi ro như vậy? Kể cả trong trường hợp phía công ty Ocean Gate không minh bạch, chẳng lẽ những hành khách kia không đủ tiền bạc, mối quan hệ để tự thu thập thông tin hoặc dựa vào khả năng tư duy cá nhân để suy xét tình huống? Trong video này, tác giả Hà Lưu sẽ đưa ra những phân tích về cách đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn thông qua câu chuyện về chiếc tàu đắm Titan. Vụ đắm tàu lặn thế kỷ 21. Sự cố đắm tàu Titan dấy lên vô vàn những câu hỏi và tranh luận chưa đến hồi kết, từ nghi vấn về thiết kế con tàu cho đến thắc mắc xoay quanh trách nhiệm của các bên liên quan. Tuy nhiên, một trong những thứ khiến mình thấy hứng thú nhất trong toàn bộ cuộc tranh luận này đến từ một bình luận trên bài báo của New York Times tạm dịch như sau. Trong các chuyên gia phân tích về tình hình này, sáng nay tôi nghe một trong số họ nói rằng không có bất cứ một thứ gì tồn tại trên hành tinh có khả năng kéo thiết bị lặn lên bề mặt nếu nó bị hỏng ở đáy đại dương. Vì sao những người giàu có đến mức vượt trội, thành công, thông minh và dũng cảm lại bỏ qua rủi ro đó? Thông qua tình huống này, chúng ta có thể kết luận rằng giàu có, thành công, có học thức, địa vị xã hội, thậm chí là sở hữu IQ cao chưa chắc đã quyết định độ lý tính của một người. Trong thảm kịch tàu Titan, các hành khách vẫn tham gia chuyến đi mặc dù trước đó đã có rất nhiều red flags về thiết kế thiếu an toàn và chưa được kiểm định của con tàu. Mình tự hỏi điều gì đã diễn ra trong tâm trí những con người này. Có thể họ nghĩ rằng nếu con tàu đã một vài lần lặn xuống biển và trở về thành công thì nó có thể làm vậy thêm lần nữa. Hoặc vì đang trong tâm trạng phấn khởi sắp được thấy Titanic nên những hành khách không để tâm tới hoặc coi nhẹ hiểm nguy. Cũng rất có thể họ đã được cảnh báo nhưng cảm thấy tiếc nếu không tham gia. Suy cho cùng, mỗi người họ mất công dành một khoản tiền không nhỏ cho chuyến đi, thậm chí có người đã chờ đợi cả đời để được đến thăm Titanic. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán của mình. Các hành khách bỏ mạng trên tàu Titan có thể bị ảnh hưởng bởi một số hoặc toàn bộ những thiên kiến trên, và mỗi thiên kiến đóng góp bao nhiêu phần vào quyết định cuối cùng của họ thì không ai rõ. Song, một điều chắc chắn rằng trong thảm kịch này có sai số lớn về mặt con người. Đến đây, ta bèn đặt ra câu hỏi, vậy làm thế nào để một người đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn? Làm sao để ta nhìn ra sai số đến từ cái lý tính không hoàn hảo, bị giới hạn bởi những điểm mù trong tư duy và nhận thức? 1. Tôi sẽ cảm thấy như thế nào nếu là một câu hỏi quan trọng nhưng không phải là câu hỏi quan trọng duy nhất khi đưa ra quyết định. Cảm xúc là một động lực mạnh mẽ đằng sau mỗi lựa chọn. Phần lớn quyết định ta đưa ra không chỉ đến từ sự cân nhắc về lợi ích thực tế của chúng mà còn cả lợi ích ta cảm nhận được. Nếu những hành khách trên tàu Titan chỉ cân nhắc về lợi ích kinh tế hoặc an toàn tính mạng, có lẽ họ đã không bỏ số tiền khổng lồ để tham gia một hành trình đầy rủi ro. Một quyết định lý tính vẫn có thể có màu sắc cảm xúc. Có người từng nói với mình thế này, cảm xúc có sức mạnh vô cùng lớn, sử dụng đúng cách luôn tốt hơn là không sử dụng. Tuy nhiên, quyết định trở nên cảm tính là khi người ra quyết định quá đề cao vai trò của cảm xúc trong lợi ích cuối cùng nhận được. Trên đây là biểu đồ cảm xúc của mình nếu có cơ hội được lên tàu Titanic. Con người có xu hướng đánh giá thấp khả năng thích ứng và sự bền bỉ của họ. Đột ngột bị sa thải và thành người thất nghiệp, người mình yêu không còn yêu mình nữa, gặp tai nạn và mất đi một phần cơ thể. Cuộc sống ném vào ta bao nhiêu là trái chanh, nhưng bằng cách nào đó, trong cái chua chát của chanh, ta luôn tìm thấy và cân bằng được vị ngọt. Con người thích nghi, cảm xúc của họ cũng như vậy. Điều này nghĩa là, ngay sau khi đưa ra một quyết định, bạn có thể cảm thấy niềm vui hoặc nỗi buồn lúc đó, nhưng những cảm xúc này rồi cũng sẽ bình ổn theo thời gian. Bởi vậy, khi lựa chọn, tôi cảm thấy như thế nào nếu là một câu hỏi vô cùng quan trọng, nhưng không phải câu hỏi quan trọng duy nhất. 2. Để thấy điểm mù, phải đa dạng hóa điểm nhìn. Năm 1827, thông qua việc quan sát những hạt phấn hoa chuyển động trong nước dưới kính hiển vi, nhà thực vật học Robert Brown đã chứng kiến một hiện tượng mà là tiền đề cho học thuyết chuyển động Brown về sự chuyển động ngẫu nhiên của phân tử trong môi trường như chất lỏng hoặc khí ga. Tại thời điểm phát hiện, hiện tượng Brown quan sát được là hoàn toàn ngẫu nhiên và chưa có ai giải thích được. Lời giải thực thụ chỉ xuất hiện vào khoảng gần 80 năm sau đó trong một bài báo xuất bản vào năm 1905 của Albert Einstein. Einstein không phải người đầu tiên tìm ra cách giải chuyển động Brown, cụ thể là diễn giải nó dưới dạng định lượng. Nhưng ông nhìn nhận và thành công lý giải hiện tượng này từ góc độ mà những nhà khoa học trước đó chưa từng làm, thậm chí là bác bỏ.
Einstein không dừng lại ở việc giải một câu đố của thế kỷ. Học thuyết ông sử dụng để giải câu đố ấy là tiền đề cho minh chứng về sự tồn tại của phân tử nói riêng và sự phát triển của ngành vật lý hiện đại nói chung. Hơn 20 năm sau, vào năm 1926, công trình của nhà khoa học người Pháp Jean-Baptiste Perrin với tiền đề là học thuyết của Einstein đoạt giải Nobel vật lý. Còn Albert Einstein cùng năm đó thì nói thế này: việc bạn có thể quan sát một sự vật hay không phụ thuộc vào học thuyết bạn sử dụng. Chính học thuyết này quyết định những gì có thể được quan sát. Trích dẫn từ bài viết Nghị luận của sự hiển nhiên của giáo sư Temple Felin từ trường Đại học Oxford. Học thuyết hay những thấu kính ta dùng để nhìn đời sống là một con dao hai lưỡi. Chúng thường hướng chúng ta vào một số chi tiết nhất định trong bức tranh sống động nhưng đầy nhiễu loạn của cuộc đời, nhưng đồng thời cũng có thể đẩy ta vào điểm mù. Ví dụ, chỉ dựa vào hạnh phúc cá nhân sẽ khiến ta đưa ra quyết định một cách cảm tính như lập luận ở phần 1. Thay vào đó, ta nên mở rộng khung quy chiếu, đa dạng hóa các học thuyết dùng để đưa ra quyết định, cũng như các chỉ số đánh giá kết quả sau khi quyết định được đưa ra. Dưới đây là sơ đồ phân tích những câu hỏi đặt ra trong tình huống của những hành khách tham gia chuyến lặn biển của tàu Titan. 3. Chấp nhận rằng sẽ luôn có sai số. Ta giảm thiểu sai số để ra quyết định tối ưu, nhưng không thể loại bỏ sai số một cách hoàn toàn. Sẽ là nguy hiểm và mù quáng nếu chúng ta tin vào sự tồn tại của lựa chọn hoàn hảo. Khi ấy ta tin rằng mỗi cá nhân có 100% sự kiểm soát với quyết định và hậu quả gây ra. Người nghèo vì lười biếng, người giàu vì chăm chỉ, nô lệ hay hiếp dâm trở thành nạn nhân của mỗi sự bất công đều là một sự lựa chọn cá nhân. Niềm tin vào sự lựa chọn hoàn hảo có thể khiến chúng ta khổ sở. Nó lược hóa sự phức tạp của con người, tước đi tính đa chiều trong tương tác giữa môi trường và khối óc, giữa cá nhân với tập thể, khiến ta tin rằng ý chí là thứ duy nhất chi phối lựa chọn và ta chỉ có thể trách bản thân nếu ta chọn sai. Tất nhiên, lập luận trên không đồng nghĩa với việc từ bỏ hy vọng vào ý chí hay sự vươn lên. Thế giới sẽ là một nơi hỗn loạn nếu con người buông xuôi theo những ham muốn và bốc đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là ta làm chủ hoàn toàn cuộc đời này, giống như thuyền trưởng có thể làm tốt nhất công việc lái tàu nhưng không thể kiểm soát được sóng biển và giông bão. Sai số là một điều tất yếu khi đưa ra quyết định. Chấp nhận điều này sẽ giúp ta bao dung hơn với bản thân và người khác, cũng như trân trọng những khiếm khuyết của cá nhân và bản chất ngẫu nhiên của mọi sự vật, sự việc. Qua lại câu chuyện tàu Titan ở đầu bài, không ai biết điều gì dẫn đến quyết định cuối cùng của mỗi hành khách. Đằng sau mỗi lựa chọn của cá nhân là vô vàn biến số, đan xen của cảm xúc, hành vi, tác động từ môi trường. Không có nghĩa là không có hy vọng cho khả năng làm chủ quyết định của chúng ta. Nhắc đến phương pháp ra quyết định, một lời khuyên tương đối toàn diện mình từng bắt gặp trông như thế này: sự hiểu biết chính là áp dụng thống kê và lý thuyết xác suất trong mọi tình huống. Nếu không phải để tính toán các giải pháp, thì để cấu trúc và hướng dẫn quyết định. Khi con người cố tình kiểm tra kỹ quyết định của họ, họ có khả năng nhận ra và sửa chữa các định kiến và không nhất quán của bản thân. Cuối cùng, lời khuyên của chúng tôi là nỗ lực tạo ra các biểu đồ, biểu tượng và phân phối dưới dạng bên ngoài để đại diện cho các tình huống, đánh giá và quyết định mà bạn gặp phải. Nghĩ theo hình ảnh, ký hiệu và phân phối, nếu chúng ta có thể khiến bản thân suy nghĩ, phân tích và dành thời gian để sở hữu các công cụ trí tuệ chính xác, chúng ta có khả năng suy nghĩ một cách hợp lý. Và đó là những phân tích và chia sẻ của tác giả Hạ Lưu. Để ủng hộ tác giả và xem chi tiết các chú thích, hãy click vào bài viết gốc được đăng tải trên website Spider Room ở dưới phần mô tả. Và đừng quên để lại cho Spider Room một like và subscribe để tiếp tục nhận được thêm nhiều nội dung mới sẽ được ra mắt trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!